Vâng, đây là phía sau của những con sấp khủng. Đây là con 1500, để em cũng đã báo rồi, series con này là rất là mới, không có nhìn cái series. Serino 0794434BR. Đấy. Giá là 20 bao gồm phí ship nha. Kìm bộ dây, các bác nào không lấy dây thì trừ là 300. Và đây là con 1000L thứ hai giữa Serino 1039364. Các bác nhìn cái tem series là các bác biết cái độ mới rồi. Đấy, ngất ngây luôn nha. Bên dưới là con 1039364 nha. Nó hàng nội địa Nhật, toàn tiếng Nhật phải không? Còn bên tay trái, bên tay ngồi cùng là 10, mình nên lên mở mắt nó bằng giấy các bác. 10. Đều đẹp như nhau nha các bác. Bắt đầu lấy con nào cũng được nha. Nói chung là đẹp, không điểm trừ nha các bác, không điểm trừ. Các bác là thích hàng mà khủng trưng bày với những bộ ghế thì mình chơi con này cực kỳ chắc, ở tầm 15 triệu em đánh giá con 1000L đẳng cấp nhất. Còn ở tầm cao cấp thì mèo cherry thì 1500. Vâng, xin chào tất cả các bác ngoài miền Tổ quốc nha. Đây là ba con sấp em cập bến sáng ngày hôm nay. Thì tối nay em mới có thời gian lên sóng cho các bác. Hàng em về toàn hàng tuyến, độ đẹp phải là trên 90-95% nha. Thì em cũng đã báo giá rồi, con sấp FVW 1000 thì L thì vàng, màu vàng thùng gỗ thì giá là 15 triệu. Còn hết số 1500 kia là 20 triệu. Hàng đẹp kính công luôn, để các bác vừa chơi vừa trưng bày nha. Đây là những con sấp lừng danh của hãng Yamaha rồi nên không cần giới thiệu nhiều. Cơ bản là hàng về đẹp, các bác nào đang cần thì alo cho em. Những con này là đình đám nha các bác, của hãng Yamaha rồi nha. Là đấy, hết số FVW 1500. Bắt 30. Hai những dòng này đều bắt 30 nha. Riêng cái con 1000L là bắt đánh trước nha các bác. Lỗ thông hơi phía trước thiết kế thì rất là ngầu. Với ba hai dòng sấp này thì các bác chơi phòng từ 50m² trở lại là vô tư nha. Điện là nội địa hết các bác, những con này hàng nội địa của Nhật hết, điện 100V. Các bác cắm 100 và 110. Đấy, toàn là hàng đẹp hết nha. Gọi là xuất hiện hoa hậu hết các bác. Vừa chơi vừa sưu tầm vừa trưng bày luôn nha. Không một điểm trừ nào luôn nha các bác, không một điểm trừ nha. Đây là con 1500 nha. Có dây nguồn đầy đủ nha, mới tinh, chân rồi mới tinh luôn. Đây series sẽ riết con này. 107 107934 này. Đây là những con Yamaha. Đấy. Đây là những con sấp gọi là ông trùm ở phân khúc 15. 1000L quánh rất là hay, tiếng chắc và đánh ở cường độ lớn không bị rung, đặc biệt nó và làm bằng gỗ thiệt dày nên rất là nặng, nặng khoảng 40kg quá, nên là các bác đánh những tiếng sấp ra là nó nằm im luôn, nó không bị rung nên cái giải bát nó rất là hay. Con này rất là thích hợp các bác để gấp hoặc là để trưng bày ở phòng khách nha. Em về được hai con được này, hai bác nào muốn sở hữu nó thì alo cho em nha. Giá là 15 triệu bao ship, chỉ con đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 14.8 triệu. Giá trên là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây kèm sấp 3m trị giá là 350.000. Còn em này là 20 triệu nha các bác. FVW 1500. Quá mới luôn nha, nó cực mới luôn. Có thấy là đồ nó mới này. Đấy, 30. Từ neo. Một em là 20, còn một em là 15. Đấy, bác là muốn sở hữu những con sấp nào thì alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Lưu ý đây là những sản phẩm hàng nội địa thôi nha các bác, không có hàng xuất nha. Nên nó sử dụng điện 100, 110.